Hiện tại thì mình có tạo một cái group Facebook về cờ Liên Quân Garena cùng LNB Channel. Đây là cái link của cái group cờ Liên Quân cùng LNB của chúng ta. Anh em có thể bấm vào tham gia ở chỗ này. Và sau đó anh em nhấn vào cái chỗ thông báo tất cả bài viết. Rồi, nếu được thì anh em ghim vào nó luôn nha anh em, để cho mình có thể truy cập vào cái group này nhanh chóng nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Phiên bản mới sắp sửa cập nhật rồi anh em ơi. Có anh em nào biết phiên bản mới nó có cái gì chưa? Chưa biết hả? Nhớ xem xong cái video này, ở cuối video mình có để một cái link để cho anh em xem phiên bản mới nó có những con tướng gì mới, những cái người, cái phe gì mới, hoặc là những cái trang bị gì mới anh em có thể tham khảo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu leo rank. Hiện tại thì nó đang có cái gợi ý, đó chính là cho mình chơi thú nhân. Đây là một trong những cái team mà anh em có thể leo rank lên top 4 rất là dễ, nếu như nha anh em có được 6 thú. Cái thứ nhất, cái thứ hai, tất cả những con thú nhân của anh em, nói chung là dạng tướng của anh em ít nhất là 2 sao hết. Cái thứ ba, đó chính là anh em có một cái liềm dành cho con AD của mình. Không có liềm cũng không sao, anh em có được một sách chi hồn là cái thứ ba, đúng không? Cái tư là có mana cho con cadet hết chơi đó, chỉ cần 4 cái đó thôi là chúng ta sẽ có khả năng vô tập 4 đó. Mình đảm bảo luôn, anh em nào thử đi, cứ giờ thử một dạng sắt, một dạng thú nhân đúng không, con nào cũng lên 2 sao, rồi sau đó là anh em có đồ như mình nói thôi là anh em sẽ có khả năng lên tập 4 thiệt. Này là mình trải nghiệm mấy trăm trận ăn hành rất là nhiều lần này, nên là mình biết anh em. Anh em không tin nào, anh em cứ thử thì rồi biết. Rồi thôi, mình nói vui vậy thôi chứ mà thật ra là mình nói thiệt á, chứ không phải nói xạo đâu. Rồi bây giờ là chúng ta build một cái đội hình ban đầu thì như thế nào. Anh em cố gắng những cái dòng đầu tiên, nếu như mà không có được cái con nào 2 sao á, xui lắm không được 2 sao nha, anh em cố gắng kích hoạt cho nó một cái hệ đi. Ví dụ như hồi nãy giờ là mình khá là may mắn mình có con William 2 sao, đúng không? Nếu như mà mình không có con hai dịch, không có William hay sao như thế nào, mình cho Bena vô. Mình cho Bena vô, thứ nhất là mình sẽ được một cái, đó chính là cái thú nhân, đúng không? Là có thêm một con thú nhân là con Phoenix, rồi với lại có thêm một cái cung thủ nữa. Rồi bây giờ mình lại có thêm một con 2 sao nữa, đó chính là con Rizit. Rồi tại vì cái thằng hai dịch tay của mình nó mới 1 sao thôi, nên là mình cho thằng Phoenix vô luôn. Đó là kích hoạt được thú nhân luôn. Trời ơi, vậy quá ngon luôn đúng không anh em? Rồi sau đó là mình có thêm một cái linh bài phong thần thì mình cho team của mình nó tầm tầm lại để cho team mình được cục máu đúng không. Rồi con Willen thì nó được miếng mana, nó ghĩa được 2 thằng. Rồi cái thằng Phoenix là hốc hàng thôi. Rồi chúng ta đã được một chuỗi đó, một chuỗi 2 trận thắng, ngon ha. Rồi anh em nhìn vào cái bàn chờ của mình, những cái con tướng ở trong cái hàng chờ của mình nha. Hiện tại mình đang có một con Arduin 2 sao đúng không, rồi một con Max, mình đang cố gắng mình lên cho hai thằng đó 2 sao luôn để cho nó tăng trâu tới nè. Nhưng mà trong hàng đợi gợi ý tiền ấy mua đồ cái kiểu thì nó lại cho mình thêm thằng kiểu rod luôn như Phoenix luôn chứ. Trời ơi, ngon quá trời. Vậy là bắt buộc là mình phải bán đi một bé rồi. Ôi Arduin 3 sao luôn nè. Rồi cái này sao giờ ta, giờ tính toán hay mệt nha, tính sao hồi là thiếu tiền là mệt á. Kiểu này chắc mình bán quá anh em ơi, tại vì nó gợi ý nhiều quá rồi. Thôi mình sẽ thử mình để vậy đi. Thôi cái dòng này thì cố gắng là mình sẽ, rồi mình sẽ, nếu mà thắng hay thua gì cả nó mình không quan tâm. Khả năng là mình sẽ thua á, tại vì cái dòng này tụi nó trâu quá, hai giật tè cái kiểu này. Cái con Willen mình 2 sao mà nó quýnh cái con Arduin bên kia không nổi luôn mà. Ôi vãi thiệt, không biết nổi hay không nữa. Ê hình như là được á nha, hên xui là được á nha, vẫn có khả năng ăn được á nha anh em. Ăn được luôn rồi nè, ok ngon rồi đó. Khả năng ăn được luôn, hay quá. Rồi vậy mà mình bán này đi, đó bán hai giật tè luôn, rồi được 20 vàng luôn, ngon rồi. Nếu 20 vàng này mình được 4 lãi đúng không? 4 lãi với 5 vàng cơ bản là 9 rồi. Rồi cái được thêm 2 vàng nữa do tháng 3. Trời ơi ngon lành luôn. Rồi xong rồi bây giờ nó lại cho con Amelie quá trời luôn. Thì anh em có thể mua đi, cứ mua vô đi. Rồi bán ra lại cũng được. Rồi bây giờ là bán lại nè. Đó bán con đó lại, bán này luôn. Rồi ok, vậy chúng ta sẽ có được con Bina. Thì mình cứ mua bán đi anh em, miễn sao đừng có mua những con 2 sao nha. 2 vàng chứ quên. Mua những con 2 vàng nó lên 3, nó lên 2 sao thì mình bán sẽ lỗ. Nhưng mà mua những con 1 vàng mà lên 2 sao mình bán vẫn là tiền vốn của mình.
nên là anh em cứ việc mua thoải mái. Rồi bây giờ là mình đang có 30 vạn đúng không, là mình sẽ có 6 lãi. Thì mình khá là may mắn khi mà cái team của bé của mía của mình vậy mà lên được 100 điểm luôn kìa, không mất máu vậy quá ok luôn. Ban đầu cho đồ vậy là khá ok nha, hên là được Willen nó gỡ gạt xíu. Rồi bây giờ nó có một cái dấu hung tàn nữa thì mình sẽ cho con AD mình luôn, cho Phoenix luôn anh em, tại vì Willen nó khả năng nó chết nhiều hơn, nhưng mà nếu mà mình gặp sát thủ thì mình cũng hên xui luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ ơi con giòn luôn mà ơi cũng ngon nha, mình đẩy lên 5 luôn anh em, đẩy lên 5 luôn. Rồi có 4 thú luôn đó. Rồi mà nếu mà mình lên 6 á thì mình sẽ cho thằng giòn vô luôn. Rồi bây giờ vậy đi ha, ok vậy đi đó, rồi ổn rồi đó. Giờ cho thằng Phoenix nè, Phoenix đâu đây, Phoenix nó đằng sau. Rồi kiểu này chắc mình kéo lại chùm chùm lại nè, giả bộ vậy thôi chứ thật ra chùm lại cho nguyên một đám nó được hưởng cái búp của cái lệnh bài phong thần á, không hưởng được búp thì khá là ổn đúng không. Bây giờ mình cho nó hưởng búp luôn, tại vì được búp máu mà, búp máu với lại 10 năng lượng cũng ngon quá trời. Rồi cái team này mới level 4 thôi thì mình vẫn có khả năng win được. Team của mình là con sát thủ rồi, đam rất là to, rồi 4 thú nhân nữa, một con thú chết rồi kìa, thì cái con những cái con còn lại sẽ được tăng rất là nhiều. Mình nghĩ là khi mà chúng ta lên cái đội hình thú nhân đúng không, thì bình thường là nó ghi là những con thú còn lại, nhưng mà ở bên phiên bản mới á thì nó lại sửa lại, đó chính là toàn bộ team, toàn bộ đồng đội. Anh em có thể nhìn thấy hello phiên bản mới kìa. Những anh em nào mà chưa biết ra những cái môn, những cái con tướng gì mới, những cái hệ gì mới hay trang bị gì mới á, anh em có thể tham khảo cái video đó nha. Kết thúc video này sẽ đến cái video mà mình giới thiệu, rồi anh em có thể tham khảo cái video đó. Rồi đừng quên, nếu thấy video này hữu ích thì anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, và khi mà anh em đăng ký kênh á, anh em nhớ cho mình bấm vô cái chuông luôn. Đăng ký kênh nhớ bấm cái chuông nha, mất công khi mà mình lên video mới là anh em không có thể nhận được cái thông báo, sẽ rất là ổn luôn. Vì vậy là anh em cố gắng nhấn vào cái chuông nha. Rồi sau khi mà lên level 6 mình cho thằng Yon vô, tại vì thằng Yon nó giúp cho chúng ta kích hoạt luôn một cái cung thủ luôn, chắc bán cái con Vega luôn á. Mình thường chơi cái team đó chính là thánh đồ và thú nhân, đây là một cái team chúng ta có thể run ra, chỉ cần chúng ta run thú nhân 6 chân cái. Rồi những cái con tướng còn lại thì mình sử dụng là con Yon và con Init. Hai con tướng này nó gây ra rất là nhiều đam, không chế cũng có luôn. Đánh thường cũng khá là đau nha anh em. Thằng Yon thấy vậy, nhưng mà nếu mà nó có một cái vũ hung tàn với lại một cái sách chi hồn, nó sẽ đánh rất là đau, đánh cực kỳ đau luôn. Bây giờ là chúng ta chưa có tiền này, khóa lại, khóa lại, chúng ta đợi cho nó có tiền rồi chúng ta sẽ mua. Rồi cái ông hạng nhất, ông hạng nhất hát nha anh em, hát nha, nhìn là biết hát rồi. Chỉ có nước là hát thôi, ổng mới không mua gì hết á, chỉ có hát thôi. Rồi bây giờ là được giòn 2 sao luôn, quá ngon. Rồi cái này mình chuyển về cho con giòn. Con giòn nó có vũ hung tàn, nó bắn rất là ghê, bắn cực kỳ ghê luôn. Nên là nếu như mà anh em mở ra những cái cục màu đỏ đỏ đó, bình thường là anh em sẽ sử dụng liềm đúng không, nhưng mà nếu mà không có liềm á, mình sẽ sử dụng cái vũ hung tàn. Mình sẽ ưu tiên, nếu như theo cái bản thân của mình nha, theo ý kiến cá nhân của mình, nếu như mà mình chơi theo thánh đồ thú nhân á, thánh thú á, thì mình sẽ lấy cái vuốt hung tàn chứ mình không lấy thánh kiếm. Mình chơi vậy đó ha. Nếu mà có cái sách thánh thì mình lấy sách thánh, có sách chi hồn lấy sách chi hồn, nhưng mà nếu có vuốt hung tàn mình sẽ lấy vuốt hung tàn, mình không lấy thánh kiếm, tại vì vuốt hung tàn nó sẽ giúp cho thằng Yon nó bắn rất là dữ dội luôn. Thằng Yon thì nó được một cái ở trong cái team thú nhân á, nó sẽ được tăng đam nếu như mà team của chúng ta, những con thú của chúng ta bị chết đúng không? Thầy, thứ nhất là cái đó. Cái thứ hai, nếu như chúng ta sử dụng luôn một cái vũ hung tàn, nó sẽ bắn rất là nhanh. Để nó bắn nhanh đáng chi, để cho cái chiêu cuối của nó có thể kích hoạt nhanh. Tại vì cứ cách 4 đòn đánh là nó sẽ kích hoạt chiêu cuối. Mà khi nó kết hợp với một cái sách chi hồn nữa, mỗi lần mà nó bắn cái chiêu cuối ra, sách chi hồn đốt một cái nữa, là nó bắn ra nhiều cái sách chi hồn, đốt nhiều cái. Cực kỳ ghê luôn anh em, con Yon cực kỳ lợi hại khi mà có sách chi hồn. Bởi vậy là mình cho Yon, phải nói là mình chơi cái team thánh thú giống như là thương hiệu của Son Goku với lại của LNB của mình vậy đó anh em. Mình tên là Son Goku, anh em thường kêu mình là Son Goku, nên là mình nói ra cái tên cúng cơm là cái kiểu ha. Rồi bây giờ là chúng ta đang giữ chuỗi, gặp cái ông hạng nhất á, là ông đó ông hát, nhìn là biết hát à, chứ không có kiểu nào mà áp ca gì đâu, tại vì ổng 100 máu mà tiền ổng rất là nhiều luôn, không cửa nào áp ca hết. Rồi bây giờ gặp cái team này cũng là thánh đồ, ơi cũng thú nhân, có thêm một hai con hai dây te luôn kìa, một cung thủ nè. Cái con Yon á, khi mà nó không có vũ hung tàn
hay là nó level 1, nó yếu lắm. Nó lên level 2, nó lên 2 sao á, thì nó sẽ rất là mạnh. Khá là mạnh thôi chứ không phải rất là mạnh. Thật sự là cái con cung thủ level 2 mạnh nhất là con Theonat. Rồi, nếu như mà ở trong cái team thú nhân của chúng ta có thêm cái vũ không tàn thì con Yon là một con rất là đáng sợ. Nó đáng sợ cực kỳ khi mà nó có thêm một cái sách chi hồn. Rồi bây giờ nó gợi ý cho mình chơi hạt ám mà chơi sát thủ tà le luôn. Mình mua đỡ cái con Naros để chủ yếu là mình giấu anh em. Sẽ có team người ta chơi sát thủ, sẽ có team người ta chơi hạt ám nên là mình giấu. Nhưng mà bây giờ hồi mình bán luôn đi. Mệt quá. Bán luôn đi ha. Rồi cho thêm một thằng Yon nữa. Thằng Yon của mình thì thằng Phoenix là 200 270 đam. Thằng Yon của mình là level 1 thì nó có 250 đam à. Vì ba vàng này 270 này 250. Ba vàng đam yếu vãi nồi luôn anh em. Trời ơi, vãi thiệt. Có cái này luôn ngon lành luôn nè. Trời, chơi thú là tôi cần lắm cái Ngọc Đại Pháp Sư á. Cái món đồ mà chúng ta rất là cần thiết để cho con Crest nó tăng. Chỉ cần một cái món đồ này thôi, chỉ cần một cái này thôi. Khi anh em chơi thú, ít nhất là chúng ta có một cái Ngọc Đại Pháp Sư. Nếu mà chúng ta có nhiều mana quá thì quá bài luôn rồi đúng không? Nhưng mà ít nhất là chúng ta phải có một Ngọc Đại Pháp Sư để cho con Crest nó có thể chịu chiêu. Và bây giờ là nó ra đồ nhiều quá trời luôn anh em ơi. Quá trời quá đất luôn. Này là cho con ông già bớt đi anh em. Ban đầu thì mình chưa có cho con ba đâm nó ấm đâu. Tại vì con ba đâm ban đầu nó ấm vô cái nó bóp mình luôn á. Bóp là tắt thở luôn á. Nên là mình chưa đâu. Mình sẽ cho con ông già có mana ban đầu nó chơi luôn. Ông già thì một sao thì nó khá là giấy. Không phải hay giấy nữa, rất là giấy luôn. Nhưng mà mình vẫn cho ông già vô để kích hoạt được cái thánh đồ. Đánh thường đối phương sẽ bị này nọ cái kiểu. Rồi cho học luôn. Giỡn thiệt chứ. Rồi, ô ngon nè, sát thủ của nó không có bào ông già mình là ok rồi. Ngon được rồi đó. Thằng Yon của mình anh em thấy không? Bắn nhanh lắm á. Đó. Phoenix 2 sao cũng khá là mạnh. Ăn được anh này. Ngon lành này. Hy vọng là có thêm một cái sách chi hồn đi cho thằng Yon bắn cho sướng anh em. Giờ ra thêm con Crest nó là tuyệt vời luôn. Hiện tại thì 2-4 nhà chơi thú, một nhà chơi ám, hai nhà chơi sát thủ, còn một ông hát. Ông cho anh hát à. Chầm máu 67 tiền mua đồ bớt hay sao á. Đây Ngọc Đại Pháp Sư luôn. Ôi quá ngon luôn mày. Trận này không top 1 cũng ổn anh em, đúng không? Không top 1 cũng ổn nhưng mà top 1 cũng khó tại gặp hát mà. Sợ ổng chia chiêu mình á, biết sao. Hy vọng hồi ổng, tại vì mình gặp cái tình trạng mà người ta vô mấy khi mà mình gặp đối phương đúng không, gặp những cái ông mà như ông hạng nhất vậy đó, nên gặp ổng sẽ không có chơi mình. Ổng chỉ đứng im, hàng nguyên đội hình đứng im hết. Xong rồi cái tự nhiên đến cái khúc nào đó tự nhiên cái ổng bắt đầu ổng chơi lại, ổng chơi là bình thường. Xong rồi cái tự nhiên ổng out game ra luôn, ổng chết luôn á, là tụt dốc luôn á anh em. Không biết ông này như thế nào. Mình gặp cái tình trạng đó rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều anh em, rất là nhiều ông chứ không phải anh em đâu. Mấy ông này không có ai anh em, mới chơi hắc là tôi thấy không có anh em gì đó. Vãi nồi chơi này còn hắc nó bó tay luôn. Rất là nhiều người á, người ta kiểu như là, tôi không biết tại sao nha, nhưng mà không cho đối phương đánh mình cũng không đánh đối phương luôn. Nhưng mà đến tầm khoảng cái vòng 17, 18, 19 nha, bắt đầu là mấy ông chơi lại. Mấy ông chơi xong rồi mấy ông chơi rồi cái mấy ông chết luôn, thua luôn. Đó, những cái tình trạng đó mình gặp rất là nhiều. Còn cái tình trạng mà đứng từ đầu đến cuối, đến cái vòng mấy chục luôn á, 40, 50 luôn á, cái đó là mình nghe anh em chia sẻ lại rất là nhiều nhưng mà mình chưa trải nghiệm. Hy vọng là sẽ gặp ông này. Ông này để cho tôi trải nghiệm cái kiểu coi, nếu mà ông đứng đến cái vòng năm mấy tôi lên nguyên một vàng 3 sao thấy cũng hơi bị hấp dẫn cái clip rồi đúng không anh em. Ôi bây giờ nó cho con cáp luôn kìa, ngon lành luôn. Bán bị gà quá. Mình ấm lại cái hàng Caffeine, thấy là có hai nhà sát thủ á nên là mình phải ấm lại thôi anh em. Và cái phiên bản mới nha anh em, nhớ nha, ai mà chưa biết phiên bản mới có gì nhớ xem phiên bản mới. Xong cái clip này là sẽ đến cái clip mà nói về cái phiên bản mới đó. Anh em có thể xem. Rồi đừng quên cho mình xin một like nha. Rồi nhớ đăng ký kênh nha. Nếu mà đăng ký kênh sẵn tiện luôn nhấn vô cái chuông luôn để khi mà mình vừa up video lên là anh em sẽ thấy được cái thông báo liền luôn. Và bây giờ ông này tôi nói ổng hắc mà không tin thấy chưa. Nếu mà ổng chơi bình thường ổng không có cửa mà mua đồ đẹp như vậy đâu. Mua hai con World Cup luôn ghê không. Trời ơi, hai con rồng, hai World Cup. Không hắc tôi cùi. Ông ơi, ông hình như là ông thấy tôi tên LNB YouTuber đúng không? Là biết chắc chắn trận này tôi sẽ bot lên đúng không? Nên là nhớ nha, nhớ comment nha.
thôi comment anh em mình gặp nhau sao đúng không? Trời ơi, có gì tôi sẽ chia sẻ cái ông cái kiểu ở cái trận này gán, nếu mà đứng như vậy thì đứng đến vòng 60-70 luôn đi. Tôi sẽ đợi đến vòng 60-70 luôn. Đây để lên nguyên một dàn những con thú nhân 3 sao. Đúng không? Rồi cái những con như là Volcat 3 sao luôn sao? Đúng không? Trời ơi ngon lành. Ngon lành luôn. Rồi giờ là mình có con Crest nè, bây giờ mình đẩy lên 8, mình lấy 6 thú nhân cái. Xong rồi em mới gặp ổng ở vòng 14, 13 nữa. Giờ mình gặp cái chuyển đồ cho bự bự cái. Được không? Ok, bự bự. Rồi, ổn rồi đó. Gặp anh sát thủ. Anh Highlight, Highlamin. Ui nó gặp mình chết queo luôn kìa, thiệt luôn á. Ui giờ nó có sách chi hồn nữa kìa anh em. Trời ơi cái dàn AD mình chết queo thì cái dàn thú mình coi như vô dụng rồi. Ôi mất zin luôn rồi. Phải, ông Highlight này ghê vậy. Ơi đồ cũng ác quá nha. Đồ cũng hay bị ác á. Ui ông ở trên kìa, ông hạng nhất kìa. Lên đầu gì ghê ba, lên ma tộc luôn á. Ghê à. Căng thẳng à, căng thẳng à, căng thẳng đấy. Rồi, đánh quái nhớ. Ồ lên 2 sao ngon à. Đánh quái nhớ kéo ba đâm vô nhà anh em. Nhớ nha, tạo thói quen nha. Rồi mình chơi thú nhân thì mình sẽ cố gắng đánh những cái con quái như thế này. Nếu như mà chúng ta không có sách chi hồn, kéo con ba đâm vô. Nhớ nha anh em, nhớ kéo vô nha. Nhiều anh em top thách đấu người ta vẫn quên cái tình trạng đó, quên kéo vô. Còn cái trận đó mấy ổng không có sách chi hồn luôn, lo nói chuyện quá quên kêu vô. Rồi đánh những cái con như con rồng nè, đánh những con bùa đỏ bùa xanh nè. Đánh đâu nổi đâu, đam đâu có đâu, mấy con đó trâu nữa. Rồi sao mấy con thú nhân mình cũng trâu nữa, đâu nào chết đâu, đánh không chết mấy con quái bên kia. Mức độ mất máu ổn không, chủ yếu đánh quái mình kiếm đồ mà mức độ cái là cực kỳ ổn luôn đó. Bây giờ mới có dòng này thôi mà mình đánh cái này cái quái nữa, ra thêm cái vuốt không tàn luôn cho con init luôn, quá đẹp luôn anh em. Init nó cầm vuốt không tàn rất là ngon nha. Nhưng mà đồ đẹp nhất của Init là một cái trượng hổ mang, một sách chi hồn cũng được, còn không có thì cũng sao. Cho Init cầm sách thánh nữa anh em. Bình thường cho Init cầm sách thánh lắm, nhưng mà nếu có Volcat thì mình sẽ cho Volcat cầm sách thánh. Còn nếu mà chưa cho Volcat vô mình sẽ cho Init cầm sách thánh nha, anh em lưu ý nha. Rồi bây giờ là con ba đâm của mình lên 2 sao luôn, nên là tăng khá là ok. Mình sẽ xem những cái đội hình của đối phương, xem ông nào để Caffeine ở giữa hay là để Caffeine đối diện con Bayna, thì mình sẽ thòng kéo những cái hàng tăng của mình kéo xuống để cho cái con Caffeine nó có thể quýnh những đứa khác. Nhưng thôi là nó phà chúng nguyên đội hình mạnh lắm anh em, mạnh lắm. Rồi gặp một cái anh này chơi gì, chơi phù thủy luôn nè, thú nhân phù thủy đó, có hai con có hai ngọc đại pháp sư đúng lời luôn nè. Anh em thấy thánh đồ khó chịu không? Đúng khó chịu luôn đó, tự nhiên mình đập nó một cái mà nó cứ quýnh tăng mình hoài à. Mình không chế nó cái kiểu luôn, rất là ok luôn. Trận vừa rồi là anh em có nghĩ mình chơi thú nhân toàn đồ tăng không? Vậy cái trận đó mình cũng win được luôn á, ghê không? Nó cho toàn đồ tăng thôi, mình sử dụng hết nguyên đám này toàn đồ tăng không. Rồi cái con giòn cũng đồ tăng, Init cũng đồ tăng luôn. Rồi mình hên cái là nó cho mình được một cái, đó chính là sách chi hồn. Rồi cái mình cho thằng giòn nó cầm. Ôi cái khúc đó là nó quẩy rất là dữ dội luôn anh em, rất là trâu luôn á. Rồi bây giờ nó cho cái này, chắc mình lấy cái phản đam. Gươm tấm xét thì về sau phế lắm, mình lấy phản đam nha. Cho con Caret đi. Caret mang phản đam rất là ok. Nếu lên 2 sao nữa cho bò nữa thì những cái con tăng, những cái con mà AD bên kia đánh vô Caret nó bị phản đam lại anh em, bị mất máu. Thì lúc đó là những cái anh AD của mình hay là anh ông già đó đánh vô thì ok hơn. Đây là cái cách sắp xếp của mình đối với cái team thánh thú. Wow, thánh thú, mình gọi team này thánh thú, thánh đồ thú nhân á. Đó mình sẽ để y chang như vậy á, bình thường đã vậy. Đó gặp cái ông này thì ông này thì ổng sẽ mất thời gian, thấy không anh em thấy không? Mình sẽ thòng một cái con để cho đi xuống. Nói chung là mình kéo cái vị trí của những con mà đối diện mà của con Caffeine bên kia á, kéo xuống để cho Caffeine nó đừng có chơi chiêu liền. Nó có thể nó di chuyển lên nó gặp thằng nào đó thì nó sẽ quýnh vô thằng đó, chứ mà nó không có thể chơi chiêu vô nguyên một đám AD của mình sẽ toàn luôn anh em. Đó, mình khắc chế được một ông nè. Rồi sau này thì những cái ông nào mà mình thấy là mấy ổng chơi ma lóc đúng không, mà mấy ổng chắc chắn với anh em luôn, nếu mà chơi ma tộc á, ổng sử dụng ma lóc là 99% là mấy ổng sẽ dồn đồ cho con ma lóc để chi. Đây ma lóc nó nhảy liền luôn, ma lóc nó nhảy cực kỳ ghê nha anh em, nó nhảy một cái là muốn toàn đội hình luôn á. Nên là đa phần là ta sẽ chơi ma lóc full đồ trước đó, thì lúc đó thì mình có ba đâm rồi nè,
Ba đâm mình giờ cũng có đồ đó 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 đó, ông đó lơ mơ ông cũng full đồ á, ông nhảy cho mình á đó. Bởi vậy là mình phải xem, còn cái mình cho ba đâm nó ấm xuống liền luôn rồi, thì mà lóc nó khỏi nhảy đúng không, rồi team của chúng ta sẽ có thêm đường nó đẩy lên. Nhưng mà đa phần mình sẽ sợ ma tộc với lại thú nhân nhiều hơn, ma tộc thú nhân người ta lên full ma tộc luôn nè, nhưng mà những cái team khác thì người ta chỉ lên một ma tộc thôi, full ma tộc hay mệt á. Rồi gặp cái team thú luôn, anh hàng ba, anh chơi thú gì đây, thú teo. Rồi vừa mới vô cái là ấm người ta lại luôn, rồi giết con Kareth bên kia luôn, quá ngon. Kareth mà bị thích chết là hay mệt luôn, rất là vui luôn. Nhưng mà hiện tại mình không có được sách chi hồn anh em, khá là khổ, khổ quá khổ quá. Hên là nó tuôn nè con Kareth mình nha, không thôi là nó tuôn chúng hai đứa này mình cũng hay mệt á. Ồ bên kia sách chi hồn nữa kìa, ghê vậy. Đó anh em thấy không, nếu mà mình chơi với lại những cái ông thú khác mà mình không có sách chi hồn sẽ rất là lỗ. Hên là team mình là có đồ mana, vừa mới giờ ấm lại còn cái chơi chiêu. Ô Kareth lên 2 luôn nè, trời ơi ngon lành luôn. Sáng giờ tôi chơi là mấy chục trận anh em, trời ơi nghĩ sao mà nó cho Kareth đến cái vòng 30 luôn, Kareth vẫn một, trời ơi, đúng khổ luôn. Còn Kareth đó là nó chưa kịp búp lên, nó chưa kịp làm gì nó chết queo luôn, đúng khổ, cực kỳ khổ luôn. Thôi gặp mấy ông này chắc mình kéo xuống anh em, kéo xuống. Lý do tại sao mình để con Kirot qua cái vị trí cột bên tay phải số 2. Ơi cái ông này, à ông này chưa có mana, không sao không sao. Rồi bây giờ gặp ông này, ôi hắc ám kìa, nó Hadouin 3, nó mang cái đồ gì mà trâu dữ vậy. À nó giáp gà, hàng chi, trời ơi kinh dị. Nó nhảy nữa kìa anh em, à không nhảy được. Nhưng mà mình không có sách chi hồn mình đốt không được anh em, cay thiệt chứ. Có sách chi hồn là nãy giờ team này thua mình đó, không có sách buồn ghê. Rồi mình nói lại là mình sẽ để con Kirot ngay cột số 2 từ bên phải sang nha anh em, để tránh trường hợp người ta sẽ để cái con rồng ở bên cái vị trí hàng số 2. À, bây giờ là con rồng của ổng là đối diện với là con gì của mình, con giòn của mình. À, chứ không thôi là nếu mà để bên kia là cái con rồng của nó khạc trúng con Rigid. Nếu mà mình không có để con Kirot chặn ở chỗ đó thì nó khạc trúng con Rigid. Mà nó khạc trúng con Rigid là khạc trúng luôn con giòn của mình luôn, nếu như đối phương để con rồng ở vị trí số 2, à, cái hàng số 2 á. Rồi còn không nữa anh em có thể để con một con nào đó ngay cái vị trí bên tay phải luôn, phải cùng luôn, cột số 1 từ phải sang cũng được luôn, ngay chỗ con resist của mình đang để đó cũng được. Tại vì mình sợ là khi mà mình sắp xếp đội hình lại á, mình sẽ kéo con Phoenix qua bên tay phải góc cùng luôn, là ở dưới con resist đó anh em. Mình sợ là khi mà con rồng của nó khạc chúng hai con sẽ rất là ổn. Đó, vì vậy là anh em phải canh nha, nếu như mà mình kéo con Phoenix qua kế con Baina thì mình để con Rigid qua cái vị trí đó cũng được, còn không thì anh em có thể để ngay cái vị trí con kiểu đó hồi nãy. Rồi run cái ok đó. Rồi bây giờ anh em có thể dự đoán, cứ dự đoán mình sẽ gặp ông này. Mình chỉ mấy team này bây giờ là mình chỉ sợ cái ông sát thủ thôi, sợ sát thủ, tại vì có một ông sát thủ ổng có Caffini đó, ông này cũng cà phê đi hay không, sợ hai ông này. Thú nhân thì mình 50-50, mình mới gặp anh hắc ám rồi mình đâu sợ đâu, hy vọng gặp ông top 1 để cái trận đó tôi đỡ thua đỡ quả đó. Mình sợ gặp ông này nè, nếu mà gặp ông này ông sẽ phà thẳng đầu mình, nhưng mà mình kéo xuống gặp ông top 1 đó. Nếu như mà mình gặp cái ông sát thủ hồi nãy đi, mình kéo xuống vậy thì con cà phê đi với lại con Volcat của nó sẽ đánh vô con Kirot của mình trước. Khi mà đánh vô con Kirot của mình thì ba đâm chạy vô ấm xuống, mà khi mà ba đâm ấm xuống cái đúng không, là cái hai cái hàng Yon với lại hàng Init á nó sẽ mất mục tiêu. Đa phần là hàng Init nó sẽ chạy lên với hàng Yon đánh vô con Volcat, nhưng mà nếu mà mất mục tiêu rồi, tại vì bị ấm lòng xuống mà đâm một cuộc tình nên là mất mục tiêu. Đó là hai hàng này khả năng nó sẽ quýnh những cái con gần của nó, kế bên nó gần nó mà nó thấy được. Còn nếu mà nó không chịu thì thôi, cái đó là chết, nó gắn chịu thôi. Rồi mình lấy gương đồ phép nha, lấy cái đó sách chi hồn. Ok rồi bây giờ là thằng Yon nó quẩy mới ghê nè anh em, quẩy như con bà bảy luôn nè. Rồi kéo lên nào, kéo lên kéo xuống từ từ nha anh em. Mình kéo lên để cho nó phương biết. Tôi kéo lên á, hiện hồi ông đẩy giữa đi rồi tôi kéo xuống lại, chúng thôi mình đẩy mất công nè. Mình kéo xuống trước là nó phòng hờ á, nó phòng hờ cái nó đẩy khác mà mệt á, cái nó mệt á. Ông này ông trâu quá. Thì bây giờ nếu mà tôi gặp lại ông mà tôi có sách chiên hồn thì tôi sẽ đánh khác liền, sẽ đốt máu ông ghê lắm. Nãy là không đốt máu được,
Gặp anh này thì ảnh có con teo luôn, mega cái kiểu. Ok, giết nó nào anh em ơi, quân nó. Hay quá, hay quá. Đó, anh em thấy không, bắn khác liền luôn. Do ông mà có sách chi hồn bắn khác ngay, khác bọt liền, giết nó em ơi. Nhưng mà hơi yếu một tí, nào giết được không? Đánh nó, quân nó. Trời ơi, còn xíu nữa thôi. Vega công nhận mạnh thiệt anh em, ma tộc rất là mạnh. Ok thôi, vậy được rồi. Vậy ổn rồi. Thua, nếu mà thua xíu máu thì không sao. Đấy, cứ vậy đi. Rồi, ông già luôn nè. Đó, anh em thấy thằng John nó mạnh không? Nó có cái liềm nó là bá cháy luôn á anh em. Rồi, sắp lên 9 luôn nha. Sắp lên 9 thì mình để lên 9. Cứ tàn tàn thôi. Hiện tại thì mình vẫn chưa có đồ trong Volcat nên là chưa ngon. Mình không có úp vội anh em. Mình vẫn còn máu nhiều, không úp vội đâu. Ui, dòng này Volcat 2 sao luôn, ghê vậy ba. Sát thủ luôn kìa, Volcat 2 sao, bãi nồi. Ghê vậy bộ. Ông mà có Caffeine thế giới là ông lên top 4 luôn á. Khả năng là nếu anh em mà có Caffeine thế giới mà trong team sát thủ á, anh em có đồ sách chi hồn, sách thánh à, có thêm cái chuyện không mang nữa là anh em vô top 4 luôn, top 3, top 2 luôn á, nếu đủ 6 sát thủ nè. Rồi, kinh lắm. Rồi, giết ông này. Ui, nó tuôn kìa. Ui, tuôn trúng ông già mình luôn phải. Ui, tuôn trúng bay na luôn, ghê vậy ba. Trời, ông già đi, chủ yếu là nó tuôn hộ lại các kiểu á, chứ ông mà tuôn á. Ui, bay na bên kia tuôn là nó kìa. Ôi, nó đè đập anh luôn rồi kìa anh em ơi. Ui, bên kia nó hay vậy ta. Tim gì đông đảo như vậy. Phải, tim đúng đông luôn á. Thôi thua chịu. Thôi ok, không sao. Tạm thời cho thua đi, từ từ. Ông này còn mới 15 máu nhiều, đúng không? Mình còn 45 máu luôn mà. Nhờ lên cấp luôn, trận này vô. Đấy. Cho vô đỡ hơn nè. Cho vô cho có chỗ rồi. Ôi. Mình ấm Caffeine nha. Caffeine còn có 3 con thôi, ấm lại. Công là mấy cái ông sát thủ ông lấy á. Giờ có thêm mấy cái bài nữa là chơi thú nhân mà kẹp Caffeine với anh em. À, chơi thú nhân mà kẹp Caffeine thì phải cho con ba đâm sao. Cho con ba đâm đầu thì Caffeine sẽ không có đam, không có thể đánh người nào hết, nên là khó chịu lắm. Gặp các anh sát thủ này luôn, anh sát thủ này hiện tại đang phà ở bên ngoài. Rồi xuống thì bây giờ là thằng John với lại thằng già của mình nó khỏe anh nè. Thấy không? Đó, nó giết mấy thằng kia. Thằng quỷ ơi càng được, hay quá. Thôi vậy giết anh này được rồi. Ok, ngon lành luôn. Hay quá, tiền bạc lên đường luôn. Trời ơi, không quên cấp 2. Đụng nhẹ cái nó chết queo luôn hơn đó anh em. Rồi bán này đi. Lâm này vô. Mình giấu Caffeine vô. Không thôi là mấy ông sát thủ mà lấy ghê lắm. Rồi mình nói lại là cái team cái team mà thú nhân mà anh em sử dụng Caffeine á, nhớ dẹp cái con ba đâm đi vô. Để thấp xuống anh em. Để mất công con ba đâm nó ấm xuống. Ôi, ngon nè. Dấu. Con ba đâm nó ấm xuống là con Caffeine. Nếu như mà nó không có đủ mana, mất công nó chạy ra chỗ khác nữa. Thấy không? Rất là nguy hiểm. Bởi vậy là nếu như mà mình sử dụng team của mình mà chưa hoàn chỉnh á, chưa ngon á, anh em cảm thấy chưa ngon á, mà có Caffeine với lại có sách thánh với lại sách chi hồn á, anh em hãy kéo con ba đâm chạy xuống đi. Chạy xuống hoặc là qua một cái góc nào đó, đừng có cho nó ấm liền. Cho nó ấm liền là con Caffeine nó không có chơi chiêu được. Rất là lỗ luôn anh em. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình luôn. Mình có nhiều pha bị con ba đâm nó bóp là vậy á. Nhưng mà không sao, ok. Có hơn không đúng không? Caffeine thì mình sử dụng thì trong những cái dòng khoảng 15 đến hai mấy thôi. Nếu mà mình lên level 9 mà có tìm thánh đồ thì mình sẽ để thánh đồ luôn, chứ mình không có sử dụng Caffeine nữa. Tại vì về sau thì anh em sẽ lên ma tộc rất là nhiều. Ma tộc thú nhân á, ma thú á, người ta gọi vậy đó. Thì nếu như người ta sử dụng ma thú thì người ta sẽ để cái con ma lóc nó nhảy đầu tiên. Ma lóc ngay cái vị trí đầu tiên luôn, nó sẽ nhảy. Nếu như chúng ta dẹp cái con ba đâm không có khắc chế cái con ma lóc bên kia thì team của mình sẽ toang luôn, toang thật sự luôn á. Bởi vậy ma tộc lý do tại sao mà nó ăn thường ăn được team sát thủ là vậy. Nó nhảy vô cái vàng đầu tiên quất một cái đùng một cái, thằng Caffeine muốn lũng mỏ luôn. Caffeine muốn lũng mỏ nó bắn được một lần chứ nhiều, đâu bắn hoài đâu. Sát thủ muốn ăn được thú nhân ít ra Caffeine cũng nã được hai cái, mà không có nã được hai cái là coi như là hơi mệt. Hơi mệt đấy. Rồi bây giờ là gặp một cái team anh Highline Man nữa nè, phải chưa, ấm xuống nè. Đó, ấm xuống thì không cho cái thằng kia nó chơi, nhưng mà nó có thằng ma lóc nó chơi, nhưng mà nó lại chơi lại được nè. Ôi, ấm hơi sớm nha, nhưng mà không sao, team mình lại có thằng Volcat nó gánh team được. Ôi, Volcat tự nhiên cái khúc mà ôi tự nhiên ăn được cái mấy con quái thì mình được sách thánh nè, sao nhân phẩm gì vậy, ghê vậy, ngon lành đó anh em.
Trời ơi, ngon lành luôn. Này gán cho tôi một cái liềm nữa, đẹp rồi đó. Đẹp chân nhon luôn mày. Có liềm không? Chờ có liềm nha anh em. Đây đây. Ôi nó gà này. Thôi chắc lấy gương đại dụng. Kiểu này chắc lấy gương đại dụng thôi. Phương chân trôi. Ok. Rồi cho thằng này. Rồi khỏi bị tôn. Rồi, vẫn có team người ta chơi teo nha, nên là không bị tôn. Rồi run tiếp. Giấu Brayta nha anh em. Giấu con Ritter luôn nha anh em. Nếu được thì mình giấu luôn con Teonat nha anh em. Tại vì có team người ta chơi Teonat á. Rồi Phoenix 3. Đây Ritter rồi cái kiểu nè. Volcat luôn. Ui mà lóc mà căng vãi. À ông này ông không chơi kia. Ông không có chơi con teo hả. Ui gặp anh này nè. Ơi hồi nãy là tôi không có sách thôi. Bây giờ tôi có sách rồi. Tôi bắn ông là ông chết đi ta. Đó thấy chưa. Hồi nãy là ông là. Ui ui ôi ôi nó nhảy kìa. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Nhảy một cái thôi bạn ơi. Nhảy chi nhiều với bạn. Trời ơi vãi nồi. Volcat của mình đang cực kỳ ngon luôn anh em. Nó có cái phản đam. Mà ngon cái nữa phản đam thì thường là đối phương sẽ bị phản lại sát thương. Nên là đối phương sẽ không có được hồi mana. Theo mình để ý là vậy, không biết phải hay không. Đó nên là mình cho Hồng Volcat cái phản đam luôn. Hay cũng ok ha. Ông áp đấy. Rồi đón tiếp nào. Ui Volcat này. Bán Ritter đi. Lý do tại sao bán Ritter. Cái ông kia ông lên Ritter 2 luôn rồi sao vậy. Đúng rồi Ritter 2. Mình nếu như mà ổng Ritter 1 thì mình giấu Ritter. Nhưng mà ổng Ritter 2 mình để luôn. Mình bán luôn. Rồi mình sẽ để con Volcat của mình đứng đó luôn. Tại vì Volcat bây giờ nếu mà nó gặp cái con teo bên kia đó thì con Volcat cho dù bị tun nó cũng không bị tun nữa. Tại nó có quân chân trâu vậy đâu bị tun đâu. Giờ nó lên lại 2 sao nữa nè. Trời ơi ngon lành luôn. Ui ngon lành luôn anh em. Được á. Khả năng mình gặp anh này. Có thể gặp anh này. Nãy giờ chưa gặp. Ui không phải hả. Ui sao này ngọc ông không. Đó. Ấm xuống tại sao. Tại vì cái hàng già của mình gặp con Airy. Mà đa phần thì người ta sẽ dồn đồ cho Airy nó trâu lắm. Mấy cái ông tăng dồn cho mấy ông tăng trâu lắm. Nên là hơi mệt đấy. Ui Volcat. Ui Volcat nó trâu gì. Ui đánh không vô máu luôn. Ui xàm vậy ba. Ơi hơi bị lâu nha bạn. Mình Volcat của mình mà 2 sao mà mình nhảy vô một cái rồi cái mình chết luôn. Ông này ông một sao ông trâu vãi nồi luôn. Ui xàm vậy. Vậy vậy bồ. Ok vậy. Hình như vẫn còn bị lỗi trong game này đó anh em. Caffeine nè lẫm vô. Không cho lên 2. Còn có 3 con tụi ấm hết. Quê rồi. Ui xàm. Tự nhiên Volcat mình 2 mà thua Volcat 1 nữa. Xàm ghê vậy. Phải thiệt. Ông kia ông lên Volcat 2 luôn kìa. Ông hạng nhất kìa. Đó, ai nói ổng chơi bình thường đó. Ông đang chơi á chứ không phải là ổng treo đâu. Ông đang chơi đó anh em. Hắc hả. Hắc với tôi đúng không. Nè đây. Đây chơi nè. Lên Volcat 2. Ba lóc 2 rồng 2 luôn. Teo 2 luôn kìa. Vega 2 đồ cái kiểu kìa. Trời ông đang chơi á chứ mà ông không chơi tôi cùi. Thôi kệ đi. Bây giờ nếu mà ông chơi lầy như vậy đúng không. Tôi sẽ cố gắng lên top 2 cái. Giết hết mấy ông kia đúng không. Tôi với ông chơi. Rồi nếu mà ông chơi ok nữa đó, đúng không. Rồi trời ơi mình nguyên một vàng thú nhân 3 sao. Ôi vui nha. Ông chơi full ma tộc hay là full hắc ám 3 sao luôn. Trời ơi tôi là có thời gian tôi chơi với ông luôn á. Vậy mới ngon đúng không anh em. Chụp hình bút Facebook đồ áo 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 dịu cái kiểu sóc áo cái kiểu luôn. Đó bây giờ ơi thôi. Rồi vậy đi. Tèo ba con ông thú nhân á. Mình giấu ông thú nhân á. Rồi hồi nãy anh em có thể nhìn thấy ở góc ở giữa màn hình là có một cái gì đó nó hiện ra đúng không. Phiên bản mới đâu cái kiểu đúng không. Anh em nào mà chưa biết phiên bản mới có gì nhớ nha. Xem xong video này nhớ coi cái video đó nha. Hay lắm, hấp dẫn lắm. Nhiều tung mới, nhiều phe đồ đã lắm. Đồ rất là ngon luôn anh em. Nhớ xem nha. Xong video này sẽ có video đó đó. Rồi nếu mà cảm thấy video này hấp dẫn hoặc là vui hay là gì cái kiểu á, nhớ đăng ký nha. Nhớ like chứng cái đi rồi đăng ký. Rồi xong rồi. Ôi mình được cái sách thánh luôn nè. Ngon lành vãi nồi. Dư thì cho nó thôi. Rồi sao nữa. Nhớ đăng ký rồi nhớ nhấn vô cái chuông nha. Nhớ nhấn thông báo chọn tất cả luôn. Khi mà mình post clip lên anh em nhận được liền luôn. Ai xem đầu nhớ comment đủ cái kiểu nha. Chúng ta đều có một cái mà gọi là ganh đua nhau. Ai xem đầu cái kiểu á rất là vui đúng anh em. Nhớ nha. Rồi quay lại cái trận đấu này thì chúng ta sẽ cố gắng. Mục tiêu là bây giờ là mình sẽ ấm con ám lại. Mục tiêu đầu tiên sẽ ấm ám lại. Có một ông ám. Cái ông Okify Rod. Đây. Thấy không ám thấy không. Muốn lên rồng 3 hả.
À, không có đâu bạn ơi. Tôi ấm lại. Giờ tôi giàu mà. Giờ là những con cần thiết đã lên hết trơn. Vàng thú là chỉ cần 2 sao thôi đủ rồi. Còn con gì? Con Crest 2 sao nè. Và đâm 2 sao nè. Rồi Volcat 2 sao là ok rồi. Nó không đâu cần nhiều. Giờ mình gặp ai đây? Nãy giờ nói chuyện hoài quên gặp ai luôn anh em. A gặp anh sát thủ. Ok. Rồi, anh sát thủ ấm nó lại. Nó phà dính có chút xíu ông già. Nên là không sao, ông già vẫn chơi được. Nhưng mà nó phà cái đợt này thì hơi mệt tí. Do không sao, phà yếu, nó mới một thôi. Nhưng mà nó đốt đau anh em. Nó đốt đau, đông lận ngàn máu lận. Không giết lẹ là chết mình nữa. Trời ơi, vãi nồi gì ghê vậy ba. Hên nha, hên là tôi chơi cái bài mà giấu đồ á. Hôm bữa thì mình livestream cũng có anh em chơi giấu đồ mình anh em. Rồi, ông giấu đồ xong ông thua luôn. Lúc đó là tôi cũng thua luôn. Rồi, ông này ông mua đồ luôn kìa, hai con teo luôn rồi kìa. Ghê thiệt. Ôi ghê thật vậy. Lấy được cái đầu phép nữa nha. Cái này là chắc cho anh Bena rồi. Cho Bena là hợp lý luôn anh em. Đây Bena nó bà sao rất là trâu. Nó có một đống mana phía sau nữa kìa. Trời ơi cho nó chơi vô một cái nó bấm 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 liền. Con chim nó giỏi á. Giỏi là ban đầu luôn anh em. Ôi bà đùm nữa kìa. Thôi giờ mình ấm trước nha anh em. Giết ông nào rồi mình ấm ông đó trước. Muốn giết ông nào phải ấm ông đó trước. Căng lắm á. Giờ gặp ông này nè. Hơi bị căng nè. Ông cho con Richter quất ngay mình luôn á thôi. Mình nếu như mà thấy cái team mà có Richter á anh em. Nhớ nha, cái mèo nhỏ thôi, mình nói nhỏ với anh em thôi. Nếu như mà thấy có Richter á thì anh em nhớ kéo con Volcat đi chỗ khác. Con Richter cái vùng diệt quỷ nó khi mà con Volcat bị 3 sát thương, chịu 3 sát thương của con Richter á thì con Volcat của mình nó sẽ bị ngu. Nó bị câm lặng, nó không có nhảy được nha, lưu ý nha. Đó bởi vậy anh em phải cẩn thận. Gặp Richter mà mình có Volcat nhớ né nha. Né né nha, nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ mình thua hôm này luôn. Ui cái con Phoenix của nó ghê vậy. Thôi ông sát thủ kia chết luôn. Ok. Nếu ông sát thủ kia chết là tôi khỏe rồi đó. Trời ơi ông sát thủ kia ông nguy cơ tiềm ẩn lắm anh em. Tiềm tàng lắm. Ôi nè. Đấy. Trời ơi thua cái bản sao của ông thú. Phải nồi. Rồi top 4 rồi anh em. Top 4 rồi. Căng thẳng. Ok. Bây giờ là mình sẽ gặp ông thú. Ông này xong rồi. Giờ ông thú thôi. Nãy mình tưởng mình gặp ông Richter. Ai ngờ là mình không có gặp ông Richter. Mình lại gặp ông thú. Mà bây giờ mình có thể là mình gặp ông Richter. Nên là mình đổi đội hình luôn. Đó đội hình. Đó mình sẽ đổi như thế này. Vậy đi cho dễ ha anh em. Rồi ok thôi vậy đi. Rồi quốc nào vô. Ôi mình đổi lại thì mình lại gặp thêm ông này nữa. Sao gặp hoài vậy. Giờ đẩy thẳng đầu thằng Phoenix kia luôn. Ngon. Ok fine. Ok ngon. Này thì Vega với chúng tôi. Này thì Teo với chúng tôi. Này thì Bayna với chúng tôi. Rồi xịt kìa. Này thì xịt với chúng tôi. Lên dĩa luôn. Ôi vãi. Sao kỳ vậy. Kiểu này nó chơi hơi bị kỳ nha anh em. Còn bốn thằng thì phải xây tua chứ. Tôi mới gặp cái thằng kia xong rồi. Gặp ảo ảnh cũng là nó thôi. Giờ lại gặp thêm thú nhân nữa. Làm vô tình giết bạn luôn. Kỳ quá bạn ơi. Rồi để coi. À ông này không. Ơi nhưng mà ông ở chơi cho Teo nha. Vẫn phải giữ Teo nha anh em. Lơ mơ gặp mấy ông HH này là đến vòng cuối là ông xử mình á. Căng lắm á. Ông này ha. Căng thiệt. Ông này Richter đúng không? Mình không sợ. Richter không sợ. Richter thì nó vẫn chết với lại thằng giòn của mình. Vẫn chết với thằng giòn của mình. Không sao. Rồi nó để thẳng luôn kìa. Ôi nó phà thẳng đầu luôn anh em. Nhưng mà không sao, giết thằng Richter nó trước. Rồi ok. Thằng già của mình nó rất là mạnh, nó rất là trâu. Thêm mấy thằng thú của mình đang bị rỉa nữa. Nên là mình vẫn win được nha. Mình vẫn ăn được đó. Thằng kia nó đừng có dậm. Thằng Volcat nó không dậm được là ăn rồi. Ngon rồi đó. Ok fine. Được hen. Được đó. Rồi bây giờ còn tôi với ông á. Tôi với ông á. Rồi bây giờ là ông lên như đây. Ông có lên rồng không? Ông có lên rồng. Lên rồng 3 mình giấu ông cái anh em. Ông không có chơi Caffeine. Ok. Chưa thấy Caffeine nha. Giờ là mình sẽ chơi luôn với ổng luôn. Giờ là nếu mà ổng là trận nào ổng cũng nhìn mình và mình nhìn ổng, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng á, thì mình sẽ chơi luôn cho nguyên một vàng. Tướng của mình lên 3 sao luôn. Trời ơi up clip đẹp luôn anh em. À cực đẹp luôn. Và anh em thấy không, hé lộ phiên bản mới kìa. Nhớ nha, xong cái clip này nhớ câu nha. Anh em nào chưa biết nhớ câu nha. Anh em nào biết rồi thì nhớ like cái video hiện tại đang coi nha. Rồi nhớ đăng ký kênh nha. Rồi
nhấn vô cái chuông đó nha, đăng ký rồi nhấn vô cái chuông, chứ mà đăng ký không nhấn vô chuông thôi uổng lắm anh em. Tại vì khi mà mình đăng ký mình đã quan sát cái người đó đúng không, mà mình không nhấn vô chuông là người đó không có thông báo mình. Trời ơi, không có thông báo được thì rất là uổng luôn đúng không. Bởi vậy là nhấn vô cái chuông, chọn tất cả là lúc mà mình vừa up video lên anh em nhấn được liền. Trời ơi, ngon lành luôn đúng không. Rồi ok, bây giờ là có thêm một cái sách thánh luôn, ngon lành đó. Ông này ông đang lên nè, nhưng mà tôi thấy là ông này ổng kiểu kiểu sao sao anh em, nghi nghi á, phải build từ từ thôi. Build ấm ổng lại mất công nè, ổng chắc cũng lên ma tộc cái kiểu để chơi mình ha, căng phết đấy anh em. Nhờ tôi sắp xếp đội hình cái kiểu ấy đó đó đó, thấy không, căng phết đấy, rồng cái kiểu kìa, hai ba con rồng luôn ấy, thấy chưa, một con rồng nè, thêm con ma lóc hai nữa kìa. Đó, ấm lại đồ ghê thiệt, ghê quá thiệt luôn á, con cát nè, ghê gì bộ, mày coi gặp nó không, có quýnh không, tại bình thường sợ đến vòng cuối là quýnh nữa. Mấy có quýnh không, quýnh không, qua đây à, không, bốn mắt nhìn nhau chào má họng. Nhìn vô cái hé lộ phiên bản mới kìa, nhớ nha, nãy giờ tôi nói nhiều rồi đó, nhớ nha, nhớ nhấn cho một like đồ, nhấn vô cái chuông đồ cái kiểu nha, cái này dễ quên lắm á nha. Rồi giờ là chúng ta chỉ cần nhìn thôi, nhìn nhau thôi. Hiện tại thì chúng ta đang có 3 con 3 sao. À rất là ghê ha. Nếu mà chơi theo cái kiểu này tôi lên bon cấp 3 sao mới là ngon nè. Đúng không anh em? Rồi ơi, một cái video mà cực kỳ hấp dẫn. Hai team tất cả con tướng đều lên 3 sao. Ui, ngon nha, chịu view đấy. Trời ơi, nó bùm cái gì ghê vậy? Rồi, lấy cái liềm chân cái đã. Cái liềm chân cái nha đại ca. Ừ, lấy cái liềm. Này thì đa phần anh em sẽ cho thằng bồn cát đúng không, nhưng mình không cho đâu, mình sẽ cho thằng Yon. Tại vì sao, thằng Yon là cái thằng đam cuối, thằng bồn cát nó rất dễ bị chết anh em hiểu không, bồn cát nó rất dễ bị chết nên là mình không cho bồn cát, thằng Yon là thằng đam cuối nên là mình cho thằng Yon luôn đó. Rồi còn cái mà cái khiên á, khiên thức truyền á, tại vì bên kia nó không còn sát thủ nữa, mình để khiên thức truyền để cho con Kret nó nhào lên bên kia nó đánh chậm. Ui ngon lành luôn đấy anh em ơi. Rồi bây giờ lên ba đâm ba sao cho đẹp nè, chuẩn bị lên một dàn thú ba sao luôn. Rồi gặp anh ấy luôn, à anh ấy vẫn đứng bốn mắt nhìn nhau chào má họng luôn, vãi thiệt. Rồi ông lên hai con teo nè, lên teo ba là đẹp luôn nè. Kiểu này chắc thanh niên chắc cũng đang ron rủng cái kiểu đúng không, à thanh niên muốn ron ra đồ ba sao cái kiểu nhưng mà bị tôi giấu hết mới. Trời ơi, cái hé lộ phiên bản mới nó hiện ra nữa kìa anh em, nhớ nha, ai chưa coi nhớ coi nha. Rồi chúng ta xem thôi, còn có bốn con teo thôi đó, anh bạn có ron ra được hay không. Thì những con tướng nó càng thấp á anh em, càng ít á thì khả năng nó ra càng ít nữa, càng thấp lắm. Nói chung là bây giờ là mình phải lên một con ba sao chứ cái không thôi tốn chỗ lắm. Caffeine nè, ui không có, gà Caffeine quá trời luôn anh em, kiểu này Caffeine lên 4 luôn chứ phải lên 3 đâu. Rồi sao nữa đây, anh bạn có tiếp tục để lại những cái gì mà đẹp đẽ đâu anh bạn, mua gì con tướng mới đồ cái kiểu đi. Coi cái team của ông là hắc ám mà chơi ma tộc đi full đúng không, hắc ám là con rồng 3 nè, Ritter 3 đồ cái kiểu, ma tộc là có Volcat 2 thôi, tại Volcat 3 tôi lấy rồi. Rồi con Maloc 3, Vega 3, cho ông teo ba luôn, cho ông rồng ba luôn, trời ơi nguyên team tôi ba luôn. Ủa quýnh lậu mới vui anh em, nhớ không đúng không. Bây giờ ông đang kích hoạt là tất cả team team của ông với lại team mình đang ứng yên, ông đang kích hoạt vậy đó. À giờ ông có thêm có nhiều anh em chia sẻ mình lại lần gặp những cái ông hack á là ông sẽ kích hoạt là team mình đứng team ông đánh được. À còn có một số ông là team mình đứng team ông đứng luôn, à có một số ông là team ông đứng team mình đánh, là cái đó là mình hát á. Chứ mà không có hát đâu, thấy không. Nhưng mà cái đó thì mình nghe chia sẻ thì thôi ai biết. Nói chung là bây giờ là mình có con Kret rồi nè, bán này bớt đi. Ôi nó dư còn 5 con, thôi mình bán Caffeine nha, mình chưa thấy ông chơi Caffeine nên thôi mình bán luôn. Kiếm 3 sao đi, rồng 3, rồng 4 con nè. Đây, đây, ok. Rồi chấp mình, à ok vậy đi. Ê nhưng mà, ê bố mắt nhìn nhau chồng ở họng mà, mình cũng chả biết win hay thua luôn đúng không, à nên là thôi kệ đi, nhờ mình bán luôn, bán con rồng chiến cái đi cho ông lên rồng ba đi cho đẹp đó. Bây giờ là con kia mình vàng khè luôn nè, ba đâm vàng. Bình thường ba đâm mình không có cho lên ba đâu, mình cho Kret lên ba chứ không có ba đâm đâu.
Badum bình thường là vô để cho nó chết á, nó ấm lòng lại cái không mà nó chết. Nhưng mà con Kret á là con rất là trâu, mình cho lên ba hiệu kê. Và anh em có thể trong Phoenix lên ba cũng được, cũng ổn á anh em. Rồi sao bốn mắt nhìn nhau chào quá hỏng tiếp rồi đó. Tôi nãy là chào sặc máu luôn rồi đó ông nội. Trời ơi vãi thiệt. Rồi ok vậy đi ha. Rồi tiếp. Còn con Kret, Kret đó là 3 sao rồi. Teo nè. Hết đây, hết đây. Một con nữa thôi lên Kret 3. Ở 107 vàng. Xong rồi đi bộ. Rồi đi bộ. Dòng 40. Mình rất là ít khi mình lên dòng 40 lên nè. Lên dòng 35, 36 là tắt điện này. 40 là chỉ có gặp ông này mới 40 thôi. Lần đầu tiên luôn á. Ghê không? Dữ dội không? Hấp dẫn không? Tính ra cũng nhờ anh em ha. Không, không phải anh em. Ông chạy hát không có anh em tôi gì đó. Phải thiệt chạy chạy hát. Chít đồ cái kiểu. Thôi lấy cái quần chân trồi của anh em. Này cho con. Đây. Phoenix. Này chắc lấy quần chân trồi. Quần chân trồi chắc cho con gì ta. Cũng khó ha. Quần chân trồi cũng khó cho con nào. Không biết con gì luôn á, tôi không biết luôn. Nên cho nào ta? Quân chân trâu nha, không lẽ cho Phoenix ta? Hay là cho Badum? Hay là cho Kret? Không bị tuôn. Ai Kret 3 sao đây? Ôi dàn khè luôn. Đó dàn khè luôn. Trời ơi, ngon lành. Ngon lành. Chỉ còn mấy mạng nữa thôi là chúng ta sẽ được nguyên một dàn sao. Một dàn tim, một tim dàn khè. Ôi, hơi bị ngon đó nha anh em. Hơi bị ngon đấy. Cái này chắc cho Phoenix đi nha. Như giờ đâu còn con nào nữa đâu anh em. Ôi ôi ôi. Lộn bàn cờ anh em. Từ từ. Yo. À ok. Rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ cần đợi thôi. Chờ đợi. Anh em biết sao mình kéo lên cho nào. Tại vì để cho con Phoenix nó búp lên cái. Rồi chúng ta quất nào. Ê ông không. Ê bắt đầu chơi. À bắt đầu chơi hả bồ. Ok ok. Rồi bây giờ là chúng ta đang quất anh ấy rất là dữ dội. Rồi anh ấy bắt đầu bị hấp diêm tại chỗ rồi. Nhưng mà bây giờ anh ấy lại bật cái tool hack lên nữa anh em. Vì bạn, vì chơi dơ vậy bạn. Bạn nha, các bạn 79Z147507 các bạn biên số nha, bạn kỳ nha bạn. Nếu mà bạn muốn chơi như vậy á, thì sao bạn không có để team của mình với team bạn 3 sao rồi chơi luôn. Chứ bạn chơi vậy bạn bắn như bạn bắn mình như là gãy ghẻ rồi cái thôi mà thua rồi mình thua luôn rồi, xếp bằng 2 luôn rồi. Bạn đã chơi hack như vậy bạn phải làm cái gì mà sạch sạch chứ sao bạn làm dơ dơ vậy, kỳ quá bạn ơi. Kỳ quá. Đề nghị Gagana nhớ chú ý các bạn này nha. Với các bạn này nhớ chú ý mình nha. Mình đã update cho bạn đó. Bạn nhớ comment nha, xác nhận là giúp tôi cái nha, có phải bạn hay không nha. Phải nồi. Đã hack cho đối phương lên 3 sao cho vui đi ba. Tự nhiên thua luôn. Phải. Thôi video mình kết thúc tại đây nha anh em ơi. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh này và comment. Đừng quên nhấn vào cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.